Hồi thứ nhất, trọng trách tái gián trùng sinh đường hoạt ngục hiện hình tỉnh mê ngu, tế công hoặc Phật gián. Kệ viết, lại cởi mây lành gián đường tiền. Lão nạp dẫn trị viết sách thiện, kim ngôn diệu ngữ khuyến nhân tâm. Hoạt ngục hiện hình khổ liên liên. Tế Phật nói, lão nạp lần nữa đạp mây gián thánh đường tham gia viết sách vàng, lần này nhân duyên thật thù thắng. Đây đều là thiện khí của chúng sanh hồi hướng tích tự nơi trùng sinh đường mà ra, cũng là chư vị ở trùng sinh đường thành tâm dốc sức và hồng nguyện của lâm tử trùng tu khiến phải như vậy. Mới có thể để lão nạp có thêm một lần cơ duyên gián thánh đường cùng chư vị kết duyên. Đồng thời cùng phi loan thêm một lần nữa viết sách vàng, để người đời đối với việc nhân quả có nhận biết sâu sắc hơn. Phi loan nói, cùng nghênh pháp giá sư tôn tái lâm thánh đường. Phật quan phổ chiếu thật là niềm vinh hạnh cho bổn đường, cũng là phước của chúng sanh. Đệ tử càng vui mừng đón nhận ân trên từ bi cho đệ tử có cơ duyên cùng sư tôn ngao du khắp nơi trên trời dưới đất, viết sách thiện để cảnh tỉnh người đời, thật là niềm quan vinh vô thượng của đệ tử. Tế Phật nói, lần này nếu không phải ân trên từ bi, không nhẫn tâm nhìn thấy chúng sanh không ngừng mê muội, trầm luân, không rõ tự bản thân phạm tội nghiệp gì, thì nhất định phải thọ nghiệp báo thế đó. Mà trong lúc thân thể chịu sự dày vò của ma bệnh, miệng còn thốt ra lời oán, một chút tâm ý sám hối cũng không có, nên mới lại dán chỉ viết sách Thánh Hoạt Ngục hiện hình ký này. Để người đời sống trong những năm còn lại, có được sự chỉ dẫn thiện nhân duyên, biết được cần làm thế nào để tiêu an giải nghiệt, giúp cho bản thể thanh tịnh trở về lý thiên điều quan trọng nhất vẫn là hy vọng người đời đều có sức khỏe tốt hành trì đại đạo phi loan nói cảm tạ ân trên từ bi toàn tỉnh thánh đường rất nhiều vì sao ân trên lại dán trọng trách này đến với bổn đường tế phật nói vì các đồng tu trùng sinh đường luôn giữ lấy chí hướng ban đầu một lòng một dạ thế thiên tuyên hóa làm tận tâm tận lực để phát dương trọng trách của loan đường cộng thêm lâm tử trùng tu vì độ hóa chúng sanh tuyên đạo khắp nơi mà không phân biệt ta và người không chỉ trên tv hoàng pháp mà còn trong đài phát thanh giảng đạo tuy rằng gặp phải sự phỉ bán bài xích nhưng đều có thể dùng tâm là lấy đó mài luyện tâm cảnh của đạo chí mà bình thản như không vì vậy ân trên mới đem trọng trách trước tác quyển sách thánh này giao cho trùng sinh đường đảm đương thiên mệnh này không nhẹ nhưng tin vào trùng sinh đường đã nhiều năm nay có tinh thần vì chúng sanh vì đại đạo phổ hóa nhất định sẽ được thành công dễ dàng thuận lợi phi loan nói ai nhìn thấy một số người tu đạo giữ chừng không giữ vững khí tiết thối đạo đệ tử đang nghĩ làm người nhất là thân là người tu đạo thật ra không nên làm một số việc bội tính vong nghĩa bản thân vốn là một người không giữ tính nghĩa thì làm sao mà độ hóa chúng sanh đây như vậy không phải là tự tác vào miệng mình sao tế phật nói ây già thời kỳ đặc biệt tất sẽ có pháp môn đặc biệt một người tu đạo tối kỵ nhất là nửa đường không giữ vững khí tiết ân trên từ bi sợ rằng người tu đạo trong quá trình tu hành vừa không qua được bất kỳ khảo nghiệm nhất là bệnh khảo làm cho con người não ruột nhất nên lần nữa hồng khai pháp môn này để trùng sinh đường lại tiếp nhận thiên mệnh trước tác quyển sách thiện này, lão nạp lại có cơ duyên cùng Phi Loan con kể lại kỷ niệm xưa. Phi Loan nói, chào ơi! Thật là quá cảm kích, chắc hẳn cũng là lời đẹp của sư tôn, bốn đường mới có vinh hạnh này lần nữa phụng chỉ tác giả quyển sách hoạt ngục hiện hình ký, đệ tử thật vừa lo vừa mừng. Tế Phật nói, Phi Loan, tại sao lại vừa lo vừa mừng thế? phi loan nói sư tôn ơi trong quyển sách hoạt ngục hiện hình ký này thế nào là hoạt ngục hiện hình đệ tử vẫn chưa rõ đương nhiên là sẽ lo sợ có phải là đi tham quan giám ngục ở nhân gian không tế phật nói à không phải nếu là như vậy thì không còn gì gọi là hiếm lạ rồi người ngày nay hưởng thụ vật chất quá độ bệnh văn minh ngày càng tăng nhiều mà bản thân an ủi cũng không ít. Nhưng bất luận thế nào người thế gian đối với những nghiệp bản thân đã phạm và chịu nhận bệnh đau, đều có lý do để biện giải cho bản thân. Nhưng đối với những người thời nay đã trải qua sự tẩy lễ của y học, một khi mắc bệnh mà tìm không ra nguyên nhân đều có lý do để giải thích, với những chứng bệnh tra không ra nguyên nhân thì lại nói không biết nó tại sao bị như thế. Phi Loan nói, đúng rồi khi gặp phải chứng bệnh tìm không ra nguyên nhân thông thường mọi người đều liên tưởng đến có phải là xúc phạm đến điều gì đó không hoặc nói đó chính là bệnh nhân quả tế phật nói không sai kỳ thật bệnh nhân quả chỉ là cách gọi chung của những chứng bệnh tìm không ra nguyên nhân nhưng không có cách nào giải thích xác thực là do nguyên nhân gì vả lại nhân tố mắc bệnh cũng có hữu hình và vô hình cho nên đại đa số là lấy điều này để khuyên răng, an ủi người đời để họ cam chịu và đón nhận số mạng. Như trùng sinh đường chỉ dẫn người đời hành thiện công để tiêu an giải nghiệt, đây cũng là một loại diệu pháp giảm nhẹ bệnh đau. Nhìn chung người biết đến tìm cầu tiên Phật giải nguy cũng xem là có chút thiện căng nhưng mà bệnh nhân quả thuộc về vô hình. Hơn nữa nhân quả lại nhìn không thấy, vì thế người đời đa số đều không tin cũng vì vậy mà đánh mất đi nhiều cơ hội có thể hòa giải với oan nghiệt phi loan nói như thế thật là đáng tiếc nhưng theo lời sư tôn vừa nói bệnh được phân ra có thể giải thích và không thể giải thích lại cái gì là hữu hình cái gì là vô hình vậy đệ tử mơ mơ hồ hồ phân không rõ ràng khẩn cầu sư tôn khai thị tỉ mỉ được không tế phật nói ngày nay khi con người bị bệnh đều nói bệnh của bạn vì do thế nào thế nào đó mà phát sinh ví như nói người bị bệnh đau dạ dày là do cuộc sống khẩn trương công việc bận rộn ăn uống thất thường dẫn đến bệnh đau người bị béo phì thì nói do thiếu vận động cơ năng gan không tốt là do lao lực quá độ thận không khỏe là do ăn uống không điều độ béo phì là do ăn quá ngọt hoặc ăn chơi quá nhiều đã tạo nên nguyên nhân bệnh đây chính là hữu hình vô hình là biết rõ trên thân có bệnh nhưng lại tìm không ra nguyên nhân bệnh bệnh vô hình có hai loại nguyên nhân một là nghiệp lực đến hai là nhân quả đến nhân quả cũng chính là oan gia trái chủ của bản thân hai loại nguyên nhân này lại phân làm quả báo của kiếp này và quả báo của kiếp trước còn lưu lại Nơi quyết định xử lý người đời chịu những quả báo này chính là nơi chúng ta đang cần phải đến để tìm hiểu. Cũng là nơi mà người đời hiếm nghe thấy được. Nếu không phải thiên thời khẩn thiết, không phải hoàng nguyện của trùng sinh đường, không phải ân trên từ bi, thì làm sao có thể tiết lộ nơi bí mật này? Phi Loan nói, Sư Tôn, đó là ở nơi nào? Tế Phật nói, chính là hoạt ngục nơi chúng ta phụng chỉ đi tìm hiểu, cũng chính là nơi hành hình của địa phủ lập thêm. Phi Loan nói, à, vậy không phải là xuống địa ngục sao? Đệ tử không dám đi. Tế Phật nói, tại sao vậy? Phi Loan nói, lần trước lúc đệ tử Linh Du địa ngục, không cẩn thận đã đánh chết một con chó đen ở địa phủ. Đệ tử đã dùng 1.500 đồng đài tệ công đức khoảng 1 triệu 500 ngàn Việt Nam đồng, để làm công đức hồi hướng cho nó. Nếu lần này đi lại xảy ra chuyện như thế vậy phải làm sao đây? Đệ tử rất là sợ chó. Tế Phật nói, à, thì ra là như vậy. Ha ha ha. Phi Loan yên tâm đi, lần này là con phụng chỉ đi tìm hiểu, lại có lão nạp dẫn đường sẽ không xảy ra chuyện gì đâu hơn nữa nơi đó là hành hình dưới địa phủ lập thêm chúng ta trực tiếp đến đó không cần đến địa phủ điều này con có thể yên tâm phi loan nói à như vậy thì con yên tâm rồi sư tôn ơi nơi đó tức là nơi địa phủ lập thêm tại sao không trực tiếp gọi là địa ngục được rồi mà gọi là hoạt ngục vậy nghe thật kinh khủng có phải là có nguyên nhân gì không tế phật nói vì những người thọ hình phạt ở địa ngục đều là người ác trên thế gian làm càng làm bậy sau khi chết hồn phách bị bắt đi xét xử mà hoạt ngục tức là người ở kiếp này trên thế gian sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp bị ân trên bắt sinh hồn đến hoạt ngục chịu khổ vì thế sự trừng phạt so với địa ngục là có sự khác nhau một nơi là xử phạt vong hồn đã chết một nơi là xử phạt sinh hồn của người chưa chết mà có sự phân biệt như vậy phi loan nói thì ra là thế vậy những người bị bắt chịu đựng những cái khổ không biết họ có biết rằng linh hồn của bản thân đã bị bắt đến hoạt ngục chịu hình phạt hay không tế phật nói chỉ cần thấy được tình trạng thân thể chịu sự dày vò của bệnh đau thì có thể hiểu chỉ vì người đời mê muội không biết đó thôi hôm nay ân trên hồng ân từ bi mở rộng cửa hoạt ngục mục đích là để người đời sau khi xem quyển sách này có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của bản thân mà biết sám hối tội nghiệt đồng thời hành thiện lập đức có thể tự giảm tội lỗi để giải trừ tình trạng phải chịu khổ đau nhưng mà điều này hoàn toàn phải xem tâm ý của người đời mà định như thế nào phi loan nói thì ra là vậy à vậy thì có phải tối hôm nay chúng ta khởi hành đi tìm hiểu trước không tế phật nói không tối nay thời gian không còn sớm lần sau mới bắt đầu đi tối nay lão nạp chỉ đàm luận đại khái tình hình của hoạt ngục mục đích là muốn để người đời có thể hiểu quyển hoạt ngục hiện hình ký này ân trên từ bi thương xót người đời cứ mãi tưởng giả là thật cuộc sống đang sống trong hoạt ngục mà không tự biết nên biết thiện được thăng lên thiên đàng ác bị đọa xuống địa ngục tất cả đều là tự làm tự chịu người khác không thể thay thế được có khi là quả báo của kiếp này có khi là ác nhân của kiếp trước tất cả không giống nhau khó nói hết được hy vọng người đời có thể hiểu rõ thôi lão nạp về đây phi loan nói cảm tạ sư tôn từ bi đệ tử cung tiễn pháp giá sư tôn